Hôm nay sẽ học về cái bài sử dụng mail Mago. Thì trong cái mail Mago các bạn ấy, thì ta tìm hiểu về sử dụng mail Mago trong thư, trong bất kỳ cái mail Mago nào, thì bạn cũng thực hiện ba yếu tố sau đây, là những cái tài liệu ban đầu, những cái tôi chuẩn bị cho các bạn tài liệu ban đầu đấy. Đấy, người nhận thông tin, đây là các người nhận thông tin này. Đấy, các tài liệu ban đầu thì đã hoàn thành, bao gồm là các thông tin tài liệu chính cộng với mỗi thông tin riêng của người nhận. Đây, mỗi thông tin riêng của người nhận bao gồm là tên, mã sinh viên, năm sinh, địa chỉ. Đấy, tài liệu chính thì là những cái tài liệu có chứa cái nội dung thông tin giống nhau cho tất cả người. Tài liệu chính thì nó là đây là cái tài liệu chính tôi muốn gửi. Nó có thể là lá thư, phong bì, email, thậm chí là cái phiếu giảm giá. Và nội dung thì nó giống hệt nhau, giống hệt làm sao? Ví dụ như là nội dung chính là một bức thư chẳng hạn, mà bạn cần đánh loại văn bản này một lần thôi, mà không có biết là bạn sẽ in bao nhiêu lá thư cả, đúng không? Danh sách người nhận thì bao gồm là tên, địa chỉ, công ty, chức vụ, v.v. Thông tin người nhận trong mail thì mẫu bản sao sẽ chứa cái thông tin người nhận. Đấy, khác nhau. Thông tin này được điền vào khu vực định sẵn, đây này, đây là cái khu vực mà tôi sẽ điền vào, đúng không? Trong cái tài liệu chính và thông tin người nhận bao gồm là có thể bao gồm là địa chỉ trên bao thư, tên câu chào trong thư, tiền lương của nhân viên. Thì cái thông tin người nhận phải được đặt trong cái nguồn dữ liệu là khái niệm cơ bản bao trùm trong MLG, ví dụ là cái danh sách liên lạc trong Microsoft Outlook, trong cái nguồn dữ liệu chẳng hạn, hoặc là các nguồn dữ liệu khác, các bảng trong Word, các bảng trong trong Excel, và trong cơ sở dữ liệu asset nào đó, thậm chí là cái tài liệu văn bản chẳng hạn. Thì thông tin người nhận thường liệt kê theo dòng theo cột. Đấy, thông tin người nhận đây theo dòng theo cột như cái bảng này. Bộ tài liệu khi hoàn tất ấy, thì tập hợp các tài liệu đã được hoàn thành trong cái nội dung giống nhau mà bạn dự kiến sẽ được đem in hoặc là đem gửi bằng thư điện tử. Thì sau khi hoàn tất việc trục thư rồi đấy, thì bạn sẽ có được cái mục tập hợp tài liệu hoàn chỉnh riêng biệt, và bạn có thể in hoặc là gửi qua mạng. Nội dung chính sẽ được giữ nguyên trong tất cả các tài liệu, chỉ có thông tin người dùng, chỉ có cái này thôi. Dù tên bạn A, bạn B, bạn C, mã sinh viên ABC gì đấy thì sẽ được thay đổi trong cái từng tài liệu. Vậy thì ta có thể ứng dụng cái này vào việc tạo 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 gì nào, ta có thể ứng dụng vào việc là tạo một cái giấy khen chẳng hạn, và in ra một cái văn bản để gửi cho nhiều người trong công ty với nội dung nó giống nhau, tuy nhiên tên và cái thông tin cá nhân thì nó phải khác nhau. Đấy, đầu tiên là các bạn chuẩn bị cái danh sách người nhận như thế này cho tôi. Đấy, danh sách người nhận các bạn chuẩn bị như thế này. Cột và hàng trong danh sách người nhận và cái khu vực định sẵn trong cái tài liệu chính, khu vực định sẵn đây. Đây là tôi để đầu trang, các bạn có thể để ở cuối trang chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể để ở cuối trang chẳng hạn. Đấy. Bạn có biết những yếu tố cơ bản của việc chọn thư, bây giờ bạn sẽ tìm hiểu việc thiết lập cái tài liệu chính. Và kết hợp nối nó với người nhận mail hai phần chính là tài liệu và danh sách người nhận. Đây tôi có hai chuẩn bị hai cái cơ bản này, đây các bạn phải chuẩn bị hai cái đó rồi mail. Và sau khi bạn hiểu những gì đang có hai thành phần chốt thì làm thế nào có liên quan, thì bạn sẽ cài đặt và sử dụng mail hơn. Trong cái danh sách người nhận này, chúng ta lưu ý này, các cột trong danh sách thì đại diện cho một nhóm, một loại thông tin. Mỗi cột được xác định bởi cái tiêu đề, đây là tên này, cột này là năm sinh này. Đấy, ví dụ như là khách hàng trong cái danh sách, đây là một cột tên địa chỉ chẳng hạn. Mỗi hàng trong một cái danh sách đại diện đây hàng này thì nó đại diện cho một cái thông tin đầy đủ của người nhận. Lưu ý là cần thiết phải ghi đúng đúng tên, đúng địa chỉ, cần phải đầy đủ. Từ cái tài liệu chính này thì các bạn sẽ kết nối vào danh sách thông tin người nhận, và sau đó sẽ thêm bất kỳ cột nào ở cái vị trí tài liệu chính đó. Sau khi mail Mago được hoàn thành thì sẽ có một cái tài liệu hoàn chỉnh,
Còn mỗi người mà nó chứa cái thông tin ở các mục ở trong mở hàng của danh sách người nhận, đúng không? Vậy thì các bạn phải đặt ra một câu hỏi này. À, nếu cái danh sách đã được tồn tại rồi, đúng không? Thì bạn ta phải làm như thế nào? À, bạn cần chỉ kết nối nó với cái tài liệu chính trong Amazon thôi. Bạn đừng lo khi mà chưa có danh sách, khi mà các bạn chưa có cái này cũng không sao đâu. Bạn có thể thay đổi các dữ liệu trong danh sách người nhận bất kỳ lúc nào bằng cách mở hộp thoại Mail Manager, scan ra các nguồn địa chỉ trong đó hợp nhất bằng cách mở tài liệu và nguồn dữ liệu trực tiếp. Đấy. Bây giờ ta sẽ thực hiện Mail Manager như sau. Đầu tiên ta vào cái này. Đấy. Bạn nhấn vào Start Mail Manager Step 2. Và một cái hộp thoại nó sẽ được hiện ra cho các bạn. Hộp thoại này có điều gì đặc biệt này? Hộp thoại này các bạn có thể điều chỉnh nó kích thước cũng di chuyển chuột bằng bàn chuột đến một vị trí mới trên màn hình. Đấy, bây giờ tôi sẽ thay đổi kích cỡ của nó nhé. Tôi đặt chuột vào đây. Đấy, tôi đặt chuột vào đây. Khi nào nó có dấu hiệu mũi tên thì các bạn di chuyển nó. Ở đây tôi đã di chuyển sẵn rồi. Trong cái bước đầu tiên, thì trình nguy trang này nó sẽ hiện ra một cái câu hỏi. Nó hỏi bạn là bạn muốn loại tài liệu nào sẽ được thực hiện trong Mail Manager. Thì các bạn có thể chọn là letter là thư, email manager, hoặc là một thứ ba này là bao thư, label là nhãn mát. Một cuối cùng chính là cái thư mục, và bạn sẽ tạo cái tài liệu chính cho Mail Manager như sau. Bạn thử cái, bây giờ tôi sẽ click vào một bao thư này nhé. Đấy, tôi sẽ nhấn vào Next để chuyển sang bước tiếp theo, đúng không? Bước thứ hai thì bạn sẽ chọn kích thước và tùy chọn in ấn cho phong bì của bạn. Đối với Microsoft 2010 2013 thì cái bước này các bạn có thể không còn làm cũng được. Các bạn muốn in ra mà nó giữ nguyên kích thước ban đầu cũng được, đúng không? Tuy nhiên là ở bước hai này chúng ta sẽ thiết lập cái tài liệu khởi đầu cho nó. Bạn có thể sử dụng tài liệu đang mở, thay đổi trình bày tài liệu và chọn cái tài liệu khác chẳng hạn. Trong cái mục Gen Document Layout này thì bạn click vào Enlightation option này. Đấy, khi bạn click vào thì bạn thay đổi kích thước phong bì của nó. Thì bạn cũng chọn B4 chẳng hạn. Đấy. Rồi bạn có thể thay đổi form của nó, phông chữ của nó. Các bạn thay đổi là Tham Newman chẳng hạn. Đấy. Nó có hiện ra này. Hiện tên nó có hiện ra cái mục review cho phép xem này. Trong mục effect này các bạn lựa chọn này, đây là kiểu chữ gạch này. Đấy. Đấy, gạch nhiều gạch này. Các bạn chọn vào nhỏ gạch này. Đấy, tuy nhiên trong tài liệu này cũng giữ lại, cho nên là tôi giữ lại trước cái chữ ban đầu, cho nên là tôi không nhấn ok. Nhấn ok tiếp theo. Cái mà chúng ta thể hiện ra thông tin cá nhân nó thể hiện ra như thế này. Đấy, các bạn nhớ thì trong lúc này các bạn để ý này, Start Edit Document, thì nếu là bạn có một cái thông tin như trước đó là cũng sử dụng Mail Manager thì màn hình của bạn sẽ hiện ra đang mở cái tài liệu và kêu cho bạn sẽ cho kêu cho là nó thay thế tài liệu